Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21 tháng 7 vừa qua, bà Harris đã nhanh chóng trở thành ứng cử viên thay thế ông Biden. Trong những ngày này, bà đã gia tăng tốc độ cho chiến dịch tranh cử của mình, đồng thời vạch ra con đường rõ ràng với mong muốn chiến thắng ông Trump trong tháng 11 tới đây. Con đường nào cho bà Kamala Harris đánh bại ông Trump? Sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố từ bỏ nỗ lực tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris đã chính thức rời vị trí vai trò hậu thuẫn mà trở thành một ứng viên tranh cử trên đường đua vào Nhà Trắng. Sự xuất hiện của một ứng cử viên trẻ tuổi hơn cựu Tổng thống Donald Trump, người vừa nhận được đề cử chính thức của đảng Cộng Hòa, đã giúp đảng Dân Chủ giải quyết được bài toán về tuổi tác. Đây cũng được xem là một ưu thế lớn giúp cho bà Harris nhanh chóng giành được nhiều sự ủng hộ từ cử tri và những người đồng đảng. Đa số các đảng viên Dân Chủ trên toàn quốc đều công khai đứng về phía bà Harris, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Theo ước tính của CNN, tính đến tối ngày 22 tháng 7, Phó Tổng thống đã nắm trong tay số cổ phiếu hơn 1.976, đủ điều kiện giành được đề cử trong vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Dân Chủ. Bên cạnh sự ủng hộ từ các chính trị gia đảng Dân Chủ chỉ trong 48 giờ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui, số tiền đóng góp vào quỹ tranh cử của bà Harris đã tăng vọt. Ban vận động tranh cử của bà cũng thông báo đã nhận hơn 100 triệu đô la Mỹ của 1,1 triệu người ủng hộ từ trưa ngày 20 tháng 7 tới tối ngày 22 tháng 7. Theo các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất của Wall Street Journal và Fox Harris, ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa đang dẫn trước bà Kamala Harris của đảng Dân Chủ 2 điểm. Tuần trước, bà Kamala Harris gần như chắc chắn trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, sau khi Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử và ủng hộ bà. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được công bố vào đầu tuần trước cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm. Các cuộc khảo sát được công bố sau đó cho thấy điều ngược lại. Theo cuộc thăm dò của VSSG, được công bố hôm 26 tháng 7, ông Trump được 49% và bà Harris được 47%. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 với sự tham gia của 1.000 cử tri đã đăng ký. Cuộc thăm dò trực tuyến của Harris Ford đối với 3.013 cử tri đã đăng ký được thực hiện từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7. Cũng cho ra cùng khoảng cách 2 điểm, trong đó ông Trump đạt 47% và bà Harris đạt 45%. Cuộc khảo sát còn cho thấy sự ủng hộ áp đảo 81% đối với quyết định rút lui khỏi cuộc đua của ông Biden. Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiếp thêm năng lượng cho cử tri của đảng Dân Chủ, gia tăng vị thế dẫn đầu với cử tri nữ vùng ngoại ô và thu hẹp khoảng cách với những cử tri độc lập. Giám đốc điều hành của Harris, Darien Niso cho biết, bà ấy vẫn đang phải vật lộn với những cử tri nam giới Mỹ gốc Phi, và ông Trump nhìn chung vẫn có cơ sở cử tri được củng cố hơn. Trên thực tế, cả ba xu thế trên đều không phải điều quá bất ngờ đối với các nhà phân tích chính trị Mỹ. Trong số các ứng viên Dân Chủ kể từ năm 2000 đến nay, ông Biden năm 2024 là người có màn thể hiện tồi tệ nhất nếu xét đến các nhóm cử tri truyền thống của đảng Dân Chủ. Đặc biệt, đối với nhóm cử tri da đen và gốc Latin, ông Biden là chính trị gia Dân Chủ tệ nhất trong vòng 50 năm qua. Do đó, việc bà Harris, người có gốc gác da màu, thể hiện tốt hơn là điều đương nhiên. Nhóm phụ nữ da đen được coi là đội ngũ cử tri ủng hộ quan trọng đối với phe Dân Chủ. Chỉ vài giờ sau khi ông Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua, một nhóm vận động của phụ nữ da đen đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để kêu gọi ủng hộ bà Harris. Hơn 44.000 người tham gia sự kiện thu hút hơn 1,5 triệu đô la Mỹ tiền ủng hộ. Một sự kiện tương tự của nhóm nam giới da đen cũng thu về 1,3 triệu đô la Mỹ. Nhờ có sự ủng hộ tới từ các nhóm cử tri quan trọng mà bà Harris có nhiều phương án chiến lược để giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Cộng Hòa hơn ông Biden. Trước đây, các nhà phân tích chính trị Mỹ nhận định ông Biden không có nhiều lựa chọn trong việc giành đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để thắng cử. Để thắng được ông Trump, Tổng thống Mỹ cần phải giành thắng lợi. Ở cả ba bang chiến địa miền Bắc Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, cũng như giành được một phiếu tại bang Nebraska, nơi không áp dụng nguyên tắc người thắng lấy hết như các bang khác. Tại một số bang thuộc vành đai mặt trời, thuộc vùng Đông Nam và Tây Nam nước Mỹ như Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina, tỷ lệ ủng hộ của ông Biden cũng khá tệ. Do đó, nếu ông Biden chấp nhận buông bỏ những bang này và tập trung hoàn toàn vào ba bang chiến địa phía Bắc kể trên, ông sẽ có đủ 270 phiếu. Một trong những lý do chính khiến ông Biden gặp khó khăn ở các bang vành đai mặt trời là do tỷ lệ ủng hộ thấp của nhóm cử tri da đen và gốc Latin. Khi bà Harris tiếp nhận thay ông Biden, tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri này tăng cao, giúp bà có thêm những phương án khác để giành chiến thắng. Ví dụ như nếu thắng cả 4 bang Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina, bà sẽ không cần thắng ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Bà cũng có thể thất bại tại một số bang phía Bắc và một số bang phía Nam, mà vẫn có đủ 270 phiếu cần thiết. Dù vậy, thách thức phía trước đối với bà Harris vẫn còn tương đối lớn. Tỷ lệ ủng hộ dành cho bà ở các nhóm cử tri trên vẫn kém ít nhất 5% so với những gì ông Biden nhận được năm 2020. Nếu không thể cải thiện tỷ lệ ủng hộ của các nhóm này, cơ hội trở thành bà chủ Nhà Trắng của bà Harris vẫn sẽ bị đặt dấu hỏi. Theo Axios, bản thân ông Trump cũng đang cố gắng tìm cách thuyết phục các nhóm cử tri da đen và gốc Latin ủng hộ mình. Hồi tháng 6, ông Trump từng đến vận động tranh cử tại thành phố Detroit thuộc bang Michigan, nơi có tới gần 80% cư dân là người da đen. Chiến dịch tranh cử của phe Cộng hòa cũng nhằm vào những tuyên bố trước đây của ông Biden, bị coi có ý phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, tin tốt là bà Harris vẫn còn nhiều dư địa để thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri. Khi bà Harris tiếp tục thúc đẩy cử tri không chỉ nhìn mình với tư cách cựu phó tướng của ông Biden, mà là ứng viên có bản sắc độc lập, từ những động thái của bà trong những ngày qua, tiên lượng số cử tri trẻ và cử tri da màu ủng hộ bà sẽ còn gia tăng. Mặc dù khởi đầu với nhiều thuận lợi cũng như nhận được sự tín nhiệm của các nhóm cử tri, nhưng cuộc chạy đua của bà Harris vẫn được cho là sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ di sản của ông Joe Biden, có thể đặt bà vào thế khó. Chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc Đại học St. Andrews, Scotland, ông Philip O'Brien nhận định rằng chính quyền của bà Kamala Harris sẽ không khác nhiều so với chính quyền ông Joe Biden. Điều này đồng nghĩa, ngoài việc tiếp nối những quyết sách bảo vệ quyền phá thai mang lại nhiều sự ủng hộ, bà Harris cũng phải tìm cách đảo ngược suy nghĩ của cử tri trong các vấn đề kinh tế, biên giới và viện trợ nước ngoài, đặc biệt khi ông Trump thường dẫn đầu cuộc thăm dò dư luận đối với các vấn đề này. Nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của công ty Moody's Analytics nhận định, nhiều khả năng bà Harris sẽ tiếp tục nỗ lực của ông Biden trong một số vấn đề và chấm dứt chương trình giảm thuế mà cựu Tổng thống Donald Trump đã triển khai vào năm 2017, dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2025. Ông cho biết thêm, bà Harris vẫn có nhiều yếu tố kinh tế tích cực để dựa vào khi tranh cử. Chẳng hạn tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang ở mức 4,1%, thấp so với tiêu chuẩn lịch sử, và khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm hơn 1,3 triệu công việc mới chỉ riêng trong năm 2024. Người tiêu dùng, lực lượng chiếm 2/3 trong nền kinh tế có quy mô 28.000 tỷ đô la Mỹ của Mỹ, vẫn giữ vững được sức chi tiêu, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ 2,3% trong vòng một năm trở lại đây. Tuy nhiên, lạm phát vẫn là vấn đề khiến cử tri Mỹ bất mãn nhiều nhất. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của Mỹ tăng 3% trong 6 tháng vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ bằng 1/3 mức đỉnh hồi giữa năm 2022, nhưng vẫn cao gấp hơn 2 lần so với ở thời điểm ông Biden nhậm chức vào năm 2021. Giá thực phẩm đã tăng 21% kể từ khi ông Biden và bà Harris lên cầm quyền, giá năng lượng tăng 33% và giá nhà trung vị tăng 18,5%. Thêm vào đó, nợ công và thâm hụt ngân sách cũng là trở ngại không nhỏ đối với bà Harris. Cụ thể, nợ chính phủ liên bang Mỹ đã tăng thêm khoảng 7,2 nghìn tỷ đô la Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Biden, tương đương mức tăng hơn 25%. Năm nay, thâm hụt ngân sách liên bang được dự báo sẽ tiến gần hơn tới mức 2.000 tỷ đô la Mỹ. Trong vấn đề biên giới, Phó Tổng thống hiện không nhận được nhiều thiện cảm từ người dân. Vào đầu nhiệm kỳ, bà Harris được giao nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Mexico-Mỹ. Song bà đã có những phát biểu gây tranh cãi sau đó, bao gồm các phát biểu tại cuộc phỏng vấn trên đài NBC hồi năm 2021 với người dẫn chương trình Lester Holt, đã khiến bà trở thành mục tiêu công kích của đảng đối lập. Ngoài ra, đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump mới đây đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC, cáo buộc Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala vi phạm đạo luật chiến dịch bầu cử liên bang năm 1971. Theo lập luận từ các luật sư của ông Trump, bà Harris không có quyền sử dụng quỹ tài trợ 91 triệu đô la Mỹ, do bà vẫn chưa chính thức trở thành ứng cử viên đại diện đảng Dân Chủ. Hơn nữa, theo các nhà quan sát, chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ cố gắng biến lý lịch công tố viên thành điểm bất lợi đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, bằng cách nhấn mạnh vào thành tích cải cách tư pháp của cựu Tổng thống, đồng thời tấn công các quyết định truy tố và ân xá trước đây của bà Harris. Hiện nay, cả nước Mỹ và thế giới đều đang hồi hộp chờ xem ai là chủ nhân Nhà Trắng, là cuộc bầu cử cho vị trí ảnh hưởng nhất hành tinh. Dù ai là người lên nắm quyền Nhà Trắng đều có khả năng làm rung chuyển toàn bộ giới chính trị thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ 2024 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!